gì nữa nhá. Các bạn muốn hỏi cái gì thì các bạn cứ viết bình luận dưới phần bình luận rồi mình sẽ trả lời nhé. Chị hướng dẫn cắt nắn cằm V-Line đi. Đó. Rồi bạn Phúc Huynh, alo, alo. Rồi. Cái nắn cằm V-Line ấy, thì cái này thì với thập thông liệu pháp nó cũng đơn giản các bạn. Nó không khó nhưng mà nó học nó phải có theo trình tự. Thì các bạn hiểu rằng là cái cằm ấy là rất nhiều người nó bị cả cái cục ụ cứng ở đây này. Ụ cứng ở đây nhá. Thế xong là nó không có cái ngấn ở cằm đây các bạn ạ. Nó thành một ụ nó cứng, có người thì vảnh lên trên này, có người thì cụp xuống dưới này, có người thì ngoéo bên nọ, có người thì ngoéo bên kia. Thế và